Kính thưa quý vị, lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế tiếp tục gửi điện, thư, thông điệp chia buồn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ Trần đến Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng bí thư. Quốc vương Brunei, Baru Salam bày tỏ luôn lưu giữ hình ảnh về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng như một người bạn ấm áp, kiên định và những kỷ niệm đẹp trong các cuộc trao đổi với Tổng bí thư đặc biệt là cuộc gặp nhân dịp hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện nhân chuyến thăm Việt Nam năm 2019 của quốc vương. Còn nhà vua Anh nhắc lại ấn tượng và kỷ niệm với Tổng bí thư trong chuyến thăm Anh vào năm 2013. Quốc vương Brunei khẳng định những đóng góp quan trọng của cố Tổng bí thư trong việc tăng cường quan hệ hai nước cũng như sự cống hiến mạnh mẽ, bền bỉ của ông cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam là một di sản lâu dài. Tổng thống Singapore Paman Samudgaratnam và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong bày tỏ khâm phục về những cống hiến quan trọng trong nhiều thập kỷ cho đảng và dân tộc. Đặc biệt, 13 năm trên cương vị Tổng bí thư đã góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam, giúp cải thiện đời sống người dân. Lãnh đạo Singapore đánh giá việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dành ưu tiên tuyệt đối cho công tác xây đảng và công hiến hết mình vào việc phòng chống tham nhũng, không chỉ tạo nên phong cách lãnh đạo của ông, mà còn mang lại định hướng quan trọng cho công cuộc cải cách, củng cố đảng và nhà nước Việt Nam. Tổng Bí Thư là người bạn thân của Singapore, có nhiều đóng góp quan trọng, tạo tiền đề thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước vào năm 2013 và đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất hướng tới việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong tương lai gần. Trong điện, nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn ca ngợi uy tín của Tổng Bí Thư, nhà lãnh đạo đã chiếm trọn niềm tin của nhân dân Việt Nam và sự kính trọng của quốc tế, cũng như vai trò của Tổng Bí Thư trong công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển và ổn định đất nước. Bức thư của Thủ tướng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ cầm quyền Lusam Tanren, Owen Eden có đoạn viết Đảng Nhân dân Mông Cổ luôn ghi nhớ những đóng góp, công hiến của Ngài Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong việc phát triển quan hệ củng cố tình hữu nghị, tình đồng chí giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Mông Cổ và giữa hai đảng. Trong thông điệp, nhà vua Anh Charles Đệ Tam mong rằng nhân dân Việt Nam xích mạnh mẽ và vững vàng trong thời điểm khó khăn. Nhà vua nhắc lại ấn tượng và kỷ niệm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm tới Anh vào năm 2013, bày tỏ trân trọng trước những công hiến của Tổng bí thư đối với nhân dân Việt Nam cũng như vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư trong việc thúc đẩy quan hệ chặt chẽ của Việt Nam với các quốc gia khác thông qua đường lối ngoại giao cây tre. Chủ tịch Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người bạn lớn của đất nước Venezuela, người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi vì dân tộc, ngọn đuốc trí tuệ cho những biến đổi to lớn của Việt Nam. Tổng thống Nicolas Maduro bày tỏ tinh đoàn kết với nhân dân Việt Nam và khẳng định nhân dân hai nước sẽ luôn đoàn kết, luôn hợp tác và gắn bó anh em. Phó chủ tịch Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela, Diosdado Cabello đã gửi điện chia buồn tới ban chấp hành Trung ương Đảng và nhân dân Việt Nam. Quốc vương Ả Rập Xê Út, Salman bin Abdulaziz Al và hoàng thái tử, thủ tướng Ả Rập Xê Út, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko gửi điện chia buồn đến Chủ tịch nước Tô Lâm. Chủ tịch Viện đại biểu Quốc hội Cộng hòa Belarus Igor Segenko gửi thông điệp chia buồn tới lãnh đạo Quốc hội và toàn thể nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Đảng Bạch Nga của Belarus Oleg Romanov gửi thư chia buồn đến Ban chấp hành Trung ương Đảng và gia quyến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Bagher Zihalibaf đã gửi thư chia buồn đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tổng thống Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev gửi thư chia buồn đến Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hyun gửi thư chia buồn đến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tổng thống Tanzania, Chủ tịch Đảng Cách mạng Tanzania cầm quyền Samia Suhulu Hassan, Tổng thống Cộng hòa Burundi Evariste Andeissimil, chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ, Malikajun Khaks, bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp, Fabien Guesen gửi thông điệp chia buồn. Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất, Dmitry Medvedev gửi thư chia buồn đến chủ tịch nước Tô Lâm. Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Gennady Zykano gửi thư chia buồn đến ban chấp hành Trung ương Đảng và chủ tịch nước Tô Lâm. Chủ tịch Đảng Chính trị Xã hội Chủ nghĩa, nước Nga công bằng, những người yêu nước, vì sự thật, Sergei Mironov gửi thư chia buồn đến Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Doraisamy Raja, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist CPIM, Tổng Bí thư Đảng Khối Ấn Độ tiến lên D. gửi thư chia buồn đến Ban chấp hành Trung ương Đảng. Chủ tịch Hội đồng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shikazuo có bài viết để gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng Cộng sản nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trưởng ban đối ngoại Đảng Cộng sản Tây Ban Nha, Manu Pineda, trưởng ban đối ngoại Đảng Cộng sản các dân tộc Tây Ban Nha, Victor Lucas, gửi thư chia buồn đến ban chấp hành Trung ương Đảng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ireland, James Cochrane, gửi điện chia buồn đến ban chấp hành Trung ương Đảng. Đảng Cộng sản Nam Phi ra tuyên bố chia buồn về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần ban chấp hành trung ương đảng cộng sản brazil gửi điện chia buồn đến ban chấp hành trung ương đảng tổng thống nhà nước palestine chủ tịch ban chấp hành trung ương tổ chức giải phóng palestine mahmoud abbas gửi thư chia buồn đến ban chấp hành trung ương đảng tổng bí thư đảng cộng sản thụy sĩ massimiliano a gửi thư chia buồn đến ban chấp hành trung ương đảng chính phủ và nhân dân việt nam trung ương đảng cộng sản uruguay gửi điện chia buồn đến ban chấp hành trung ương đảng Ủy ban Chính trị, Đảng Cộng sản Bolivia gửi điện chia buồn đến Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Peru Domingo Cabrera Toro, trưởng ban đối ngoại Đảng Lao động Bỉ Bechder gửi điện, thư chia buồn đến trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung. Quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày Thông báo, lễ viếng, Lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tăng lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức quốc tàng. Linh cữu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quan tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai dịch, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đài truyền hình Việt Nam và đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai ngày quốc tang 25 tháng 7 năm 2024 và 26 tháng 7 năm 2024, các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.